Cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc chẳng làm cho nhóm hợp chẳng làm cho tan rã, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm cho nhóm hợp chẳng làm cho tan rã, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng làm cho nhóm hợp chẳng làm cho tan rã. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng chẳng làm cho nhóm hợp chẳng làm cho tan rã. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc chẳng làm lượng chẳng làm phi lượng, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm lượng chẳng làm phi lượng, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng làm lượng chẳng làm phi lượng. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng chẳng làm lượng chẳng làm phi lượng. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc chẳng làm rộng chẳng làm hẹp, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm rộng chẳng làm hẹp, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng làm rộng chẳng làm hẹp. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng chẳng làm rộng chẳng làm hẹp. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc chẳng làm mạnh chẳng làm yếu, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm mạnh chẳng làm yếu, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng làm mạnh chẳng làm yếu. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng chẳng làm mạnh chẳng làm yếu. Bạch Đức Thế Tôn, đại Bồ Tát này do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát mới hướng tới đại thừa, chẳng nương Bát Nhã cho đến bố thí Ba La Mật Đa khởi tưởng như vậy. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với sắc làm lớn làm nhỏ, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm lớn làm nhỏ, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật làm lớn làm nhỏ. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng làm lớn làm nhỏ. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc làm cho nhóm hợp làm cho tan rã, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm cho nhóm hợp làm cho tan rã, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật làm cho nhóm hợp làm cho tan rã. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng làm cho nhóm hợp làm cho tan rã. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc làm lượng làm phi lượng, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm lượng làm phi lượng, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật làm lượng làm phi lượng. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng làm lượng làm phi lượng. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc làm rộng làm hẹp, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm rộng làm hẹp, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật làm rộng làm hẹp. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng làm rộng làm hẹp. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc làm mạnh làm yếu, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm mạnh làm yếu, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật làm mạnh làm yếu, đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng làm mạnh làm yếu. Bạch Đức Thế Tôn, đại Bồ Tát này do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải hành Bát nhã ba la mật đa, vì cớ sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì nếu đại Bồ Tát khởi tưởng như vậy, Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc hoặc làm lớn nhỏ chẳng làm lớn nhỏ, đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm lớn nhỏ chẳng làm lớn nhỏ, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc làm lớn nhỏ chẳng làm lớn nhỏ, đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc làm lớn nhỏ chẳng làm lớn nhỏ, Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc hoặc làm cho nhóm hợp tan rã chẳng làm cho nhóm hợp tan rã, đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm cho nhóm hợp tan rã chẳng làm cho nhóm hợp tan rã, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc làm cho nhóm hợp tan rã chẳng làm cho nhóm hợp tan rã. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc làm cho nhóm hợp tan rã chẳng làm cho nhóm hợp tan rã, Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc hoặc làm lượng phi lượng chẳng làm lượng phi lượng, đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm lượng phi lượng chẳng làm lượng phi lượng, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc làm lượng phi lượng chẳng làm lượng phi lượng, đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc làm lượng phi lượng chẳng làm lượng phi lượng, Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc hoặc làm rộng hẹp chẳng làm rộng hẹp, đối với hy thọ tưởng hành thức hoặc làm rộng hẹp chẳng làm rộng hẹp, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc làm rộng hẹp chẳng làm rộng hẹp, đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc làm rộng hẹp chẳng làm rộng hẹp.
Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc hoặc làm mạnh yếu, chẳng làm mạnh yếu. Đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm mạnh yếu, chẳng làm mạnh yếu. Cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc làm mạnh yếu, chẳng làm mạnh yếu. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc làm mạnh yếu, chẳng làm mạnh yếu. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải quả đẳng lưu, quả tương tự của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với sắc hoặc làm lớn nhỏ, chẳng làm lớn nhỏ, đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm lớn nhỏ, chẳng làm lớn nhỏ, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc làm lớn nhỏ, chẳng làm lớn nhỏ. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc làm lớn nhỏ, chẳng làm lớn nhỏ. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với sắc hoặc làm cho nhóm hợp tan rã, chẳng làm cho nhóm hợp tan rã. Đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm cho nhóm hợp tan rã, chẳng làm cho nhóm hợp tan rã. Cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc làm cho nhóm hợp tan rã, chẳng làm cho nhóm hợp tan rã. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc làm cho nhóm hợp tan rã, chẳng làm cho nhóm hợp tan rã. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với sắc hoặc làm lượng phi lượng, chẳng làm lượng phi lượng. Đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm lượng phi lượng, chẳng làm lượng phi lượng. Cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc làm lượng phi lượng, chẳng làm lượng phi lượng. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc làm lượng phi lượng, chẳng làm lượng phi lượng. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với sắc hoặc làm rộng hẹp, chẳng làm rộng hẹp. Đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm rộng hẹp, chẳng làm rộng hẹp. Cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc làm rộng hẹp, chẳng làm rộng hẹp. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc làm rộng hẹp, chẳng làm rộng hẹp. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với sắc hoặc làm mạnh yếu, chẳng làm mạnh yếu. Đối với thọ tưởng hành thức hoặc làm mạnh yếu, chẳng làm mạnh yếu. Cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc làm mạnh yếu, chẳng làm mạnh yếu. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc làm mạnh yếu, chẳng làm mạnh yếu. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát này được gọi là Đại Hữu Sở Đắc, có sở đắc lớn. Chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì cớ sao? Vì chẳng có tưởng có sở đắc năng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao vậy? Bạch Đức Thế Tôn, vì hữu tình vô sanh nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì sắc vô sanh nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Thọ tưởng hành thức vô sanh nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật vô sanh nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Tất cả đức Như Lai ứng chánh đẳng giác vô sanh nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Bạch Đức Thế Tôn, vì hữu tình không có tự tánh nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không có tự tánh. Vì sắc không có tự tánh nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không có tự tánh. Thọ tưởng hành thức không có tự tánh nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không có tự tánh. Như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không có tự tánh nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không có tự tánh. Tất cả đức Như Lai ứng chánh đẳng giác không có tự tánh nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không có tự tánh. Bạch Đức Thế Tôn, vì hữu tình không sở hữu nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không sở hữu. Vì sắc không sở hữu nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không sở hữu. Thọ tưởng hành thức không sở hữu nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không sở hữu. Như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không sở hữu nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không sở hữu. Tất cả đức Như Lai ứng chánh đẳng giác không sở hữu nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không sở hữu. Bạch Đức Thế Tôn, vì hữu tình không nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì sắc không nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Thọ tưởng hành thức không nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Tất cả đức Như Lai ứng chánh đẳng giác không nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Bạch Đức Thế Tôn, vì hữu tình xa lìa nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng xa lìa. Vì sắc xa lìa nên phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng xa lìa.
Thọ tưởng hành thức xa lìa, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng xa lìa. Như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật xa lìa, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng xa lìa. Tất cả như lai ứng chánh đẳng giác xa lìa, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng xa lìa. Bạch Đức Thế Tôn, vì hữu tình bất khả đắc, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Vì sắc bất khả đắc, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Thọ tưởng hành thức bất khả đắc, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật bất khả đắc, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Tất cả như lai ứng chánh đẳng giác bất khả đắc, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Bạch Đức Thế Tôn, vì hữu tình bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghì. Vì sắc bất khả tư nghì, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghì. Thọ tưởng hành thức bất khả tư nghì, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghì. Như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật bất khả tư nghì, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghì. Tất cả như lai ứng chánh đẳng giác bất khả tư nghì, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghì. Bạch Đức Thế Tôn, vì hữu tình không hoại diệt, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không hoại diệt. Vì sắc không hoại diệt, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không hoại diệt. Thọ tưởng hành thức không hoại diệt, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không hoại diệt. Như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không hoại diệt, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không hoại diệt. Tất cả như lai ứng chánh đẳng giác không hoại diệt, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng không hoại diệt. Bạch Đức Thế Tôn, vì hữu tình vô tri giác, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Vì sắc vô tri giác, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Thọ tưởng hành thức vô tri giác, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật vô tri giác, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Tất cả như lai ứng chánh đẳng giác vô tri giác, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Bạch Đức Thế Tôn, vì hữu tình chẳng thành tựu lực, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu lực. Vì sắc chẳng thành tựu lực, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu lực. Thọ tưởng hành thức chẳng thành tựu lực, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu lực. Như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng thành tựu lực, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu lực. Tất cả như lai ứng chánh đẳng giác chẳng thành tựu lực, nên phải quán bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu lực. Bạch Đức Thế Tôn, con duyên vào những ý như vậy, nên nói bát nhã ba la mật đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa,